Chào mừng tất cả anh em hôm nay đã quay trở lại với kênh YouTube Lê Khôi Audio và tiếp tục những cái món hàng để phục vụ anh em chơi. Thì hôm nay Khôi giới thiệu anh em một con âm ly cũng được gọi là lớn trong cái dòng receiver SA của hãng Technic. Đó là con âm ly SA 5570. Thì cũng đây cũng chưa phải là con lớn nhất mà Khôi từng bán. Tuy nhiên nó cũng thuộc hàng hiếm anh em. Nhiều anh em thì chơi audio cũng nhiều năm nhưng mà cũng đã bỏ quên một dòng của hãng Technic, vì Technic thì trước giờ anh em cũng chỉ biết tới nó là tầm của bình dân thôi, nhưng mà nó có một số dòng rất là hay anh em, đặc biệt là những cái dòng âm ly mà điện 120V là dòng sản xuất cho thị trường của Mỹ nha, thì nó sẽ có nhiều điều khác biệt nằm ở trong đó. Thì hôm nay Khôi sẽ nói rõ hơn cũng như tư vấn cho anh em để anh em lựa chọn thêm một phương án hay, ngon, bổ rẻ để anh em chơi cho cái dàn của mình. Bên cạnh đó thì mình có thể thay đổi một chút cho các cái cặp loa lớn, ví dụ như JBL, HBM hay là Bione vân vân, kể cả một số loa châu Âu nhé, thì con này đều đánh được. Rồi thì đầu tiên là về ngoại hình anh em, con này là zin tuyệt đối, nguyên bản mộc luôn. Anh em nhìn vào cái mặt của nó này, rất đẹp luôn ha, không một vết chảy xước anh em nhé. Có nhiều người hay nói vui là cái mặt của nó là không có mụn luôn, không một vết mụn anh em, tuyệt vời ha. Rồi thì đèn đó mà đây nó cũng zin luôn anh em, đèn zin ha, và có hai cái đồng hồ VU, thì một cái là của radio là FM á, tuning á. Còn một cái là đánh single, là có nghĩa là khi mình đánh thì đồng hồ nó sẽ nhảy đánh công suất nha. Rồi bây giờ thì đầu tiên Khôi sẽ nói về cái vỏ gỗ này. Thì đây là cái vỏ gỗ zin nguyên bản mộc, không qua chỉnh sửa anh em ha. Đây nó có một vài cái vết chày này, Khôi quay rõ anh em cùng xem nhé. Một vài vết chày thì nó không đáng kể, thì để như vậy thì mới biết được là cái đồ bại ha. Bên này cũng vậy, bên này cũng có một cái vết chày này, thậm chí là Khôi chưa dán keo luôn. Đó. Ok, chút xíu dưới này nó bị bong nó thôi anh em ha, không ảnh hưởng gì. Đó là về cái ngoại hình của nó ha, rất là tuyệt vời nha. Thì cái con này cũng như mọi con khác thì đến hai cặp loa này, main remote này. Anh em lưu ý một điều, khi anh em sử dụng các âm ly của Mỹ thì nó sẽ không có ghi AB nữa, mà nó sẽ là ghi main với remote ha. Anh em lưu ý cái chỗ này, là coi như A này, B này. Rồi thì các chức năng cơ bản khác thì đều đầy đủ ha. Bass chép này, ba lăng volume, rồi lau nét này anh em ha, thì đó, sité mono vân vân, tap sụt, rồi cái này cơ bản mình không nói nữa. Rồi thì tiếp theo thì bây giờ Khôi sẽ đưa máy cao hơn một tí nha, Khôi sẽ tháo cái vỏ ra để anh em cùng xem bên trong. Khôi xin phép tắt đèn luôn nha. Đây cái vỏ rất là khủng bố này. Đây Khôi quay cho anh em xem cái vỏ này, chưa bao giờ thấy cái vỏ nào mà nó kinh khủng cỡ này anh em ha. To, một cái sự đầu tư rất là lớn về cái hình thức ha. Thì chứng tỏ là đây là những cái dòng âm ly cao cấp chứ không phải bình thường. Anh em ha. Rồi ok, Khôi đã xong ha, xong cái vỏ. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần ruột gan bên trong xem có những gì mà lại Mỹ lại đặt hàng nha. Đây mình nhìn từ trên cao xuống ha. Anh em thấy đầu tiên là cái nguồn khủng khiếp luôn, rất là to ha, cái nguồn sâu to. Ruột gan thì 7 màu rồi, có một vài cái chỗ, cái này là bình nhôm này nè, nhôm thì nó bị reset thì Khôi tính tháo ra, Khôi sơn nó nhưng mà không, Khôi làm biến quá để vậy luôn nha, không đáng kể. Lung lên 7 màu luôn. Rồi anh em nhìn thấy cái cục tản nhiệt to lắm anh em, chưa bao giờ thấy cái con năm ly nào mà có cái cục tản nhiệt to như vậy. Thì mình chưa biết được cái máy công suất bao nhiêu, nhưng mà nhìn như vậy thì mình biết được là nó là đánh công suất rất là lớn ha. Bốn sổ sắc này, bốn sổ sắc. Rồi mình tiếp theo mình qua bên này là cái tủ anh em, tủ, cái tủ này là tủ Mỹ anh em ha, tủ Mỹ này. Anh em thấy thông số của nó là 63V và 15.000 mi, con này đánh rất lực anh em, đánh rất có lực ha, sẽ đánh rất là chắc á, đánh bát là chắc, bát 40 đánh tốt anh em nha. Anh em nhìn máy móc 7 màu hết rồi, rất là đẹp, rất tuyệt vời đó, rất tuyệt vời đó. Chung là tất cả những cái món hàng mà dù nhỏ dù lớn á, thì Khôi cũng đều quay kỹ lưỡng anh em cùng xem ha. Đó, rất là đẹp. Rồi phần cuối là cái phần công suất, thì Khôi đưa máy thấp xuống thì quay cho anh em cùng xem.
Đây khôi quay cái đít cho anh em cùng xem này. Main main và remote này anh em ha, main và remote này anh em lưu ý. Cặp con này cũng có hai cái cầu chì zin luôn anh em nhé. Đây cầu chì zin luôn. Cầu chì zin này để bảo vệ loa này, bảo vệ loa này anh em ha. Rồi. Đó, thì về cái thiết kế thì đây anh em. Đó, model của nó là 5570 rồi. Điện 120V ha. Công suất của nó đạt 270W. Thì công suất ra loa thì một kênh của nó cũng trên 100W anh em. Trên 100W ha, có nhớ không nhầm nó 110 hay 120 gì đó. Thì nó sẵn sàng để đánh được những cái cặp loa 200W. À, con này chắc chắn nó sẽ đánh được 200W anh em nhé. Thì anh em nào đang có những cái loa lớn thì hãy lấy con này về đánh. Rất hay, bass rất hay anh em nhé. Bass hay hơn những cái con âm ly Nhật rất là nhiều. Tại vì đây là dòng Mỹ, Mỹ yêu cầu mà, nên sử dụng tù của Mỹ anh em. Rất là tuyệt vời ha. Rồi ok. Thì cô đã giới thiệu xong ha. Thì còn cái phần đít nữa, cô sẽ tí nữa cô sẽ tháo cho anh em xem luôn, rất là mới, rất là đẹp. Cái mặt đít của con âm ly này, mọi người, thì cái con này nó rất là nặng, nó rất là to, nên không phải bỏ xuống đất ha. Tại vì mình bê bưng nó khó nha. Thì đây là cái nắp của nó còn màu vàng chóe luôn ha. Rồi khôi sẽ tháo nắp nó ra để anh em cùng xem nè. Đây, nói chung là còn rất là đẹp, rất là tuyệt vời ha. Rất là khủng luôn. Cái này gọi là bảy màu nữa nè. Những anh em nào mà lần đầu mà chơi đồ bảy á, thì khi mà nghe nói tới là cái rột gan sắt si bảy màu, thì rột gan sắt si đây, bảy màu anh em ha. Rất tuyệt vời ha. Đó. Chung là con này thì chưa phải là khủng long của hãng, nhưng mà nó thuộc đời lớn tại thị trường audio Việt Nam anh em ha. Rồi ok. Rồi Khôi đã giới thiệu xong tân tật các thứ về con âm ly này rồi. Cái phần cuối thì bây giờ Khôi sẽ test cho nó hát. Thực sự là test cho nó hát thôi. Còn cái con này thì nó đánh gì cũng được anh em. Anh em có những cái loa công suất lớn thì hãy về đánh với nó ha. Ví dụ như HBM này, JBL 100 Century, những Diatong 77 vân vân đó. Thì hôm nay thì tiện đây thì Khôi sẽ có sẵn cái cặp loa kép ha, loa này loa của Ân luôn. Thì tại vì cái con này là âm ly này xuất cho Mỹ nên là chắc chắn Mỹ thì đánh Ân được ha. Nhật thì đánh Ân nó khó nhưng Mỹ đánh Ân tốt anh em nhé. Rồi về cái mức giá thì tất cả những cái mặt hàng trong cái thời gian này thì Khôi đều báo giá chuẩn và giá tốt nhất có thể để anh em cùng có cái cơ hội để sở hữu và giao lưu nhé. Thì có một vài cái thông tin thì Khôi cũng xin chia sẻ là thực sự thì nó chỉ thua mỗi cái thương hiệu thôi. Còn cái dòng mà Technic SA này á, xuất cho Mỹ á, nó rất là hay anh em nha. Nó sản xuất cho Mỹ, nó rất là hay. Vì như Khôi đã nói là nó sử dụng tù của Mỹ, theo tiêu chuẩn của Mỹ nha. Khách rất là khắt khe. Xuất qua thị trường của Mỹ thì bắt buộc phải đánh được loa Mỹ thì mới xuất đi được. Đó là cái yêu cầu cơ bản. Và sử dụng một số linh kiện theo tiêu chuẩn của Mỹ anh em nha. Rồi cảm ơn anh em. Bây giờ thì mời anh em cùng với Khôi mình sẽ nghe thử để biết được con âm ly nó đã hoạt động anh em nha. Rồi. Chồng chín chín miền xa xăm.
chưa lên bát này, bát đang giảm về mức âm 1 và chép cũng mới chỉ là ở mức cộng 1 thôi. Bây giờ mình lên thử nha, anh thấy không, chép rất là mén ha, chép rất là mén, rất là tuyệt vời ha. Đặc biệt là cái con này đánh bát rất là hay nè, bát rất là tuyệt vời ha. Rồi tiền đây thì Khôi sẽ chuyển sang cái phần radio ha. AM này ha, mình nghe vậy là biết có sóng rồi. Đó. Có sống anh em ha. Mình muốn rõ hơn á, tại vì đây là cái dòng sách Mỹ thì mình sẽ cắm thêm cái âm thanh phía sau anh em nhé. Đó. Đã cắt cử lực lượng công an. Đó, rõ ha. Ok ha. Rồi. Mình chuyển sang cái phần FM. Thì có nhiều anh em mới bấm FM tại sao nó không hát? Thì vì đây này mình phải nhấn cái nút muting này nè. Đó, thì nó mới hát ha. FM thì nó sẽ nằm ở phía sau này. Đó, có sóng anh em. Đó, ok ha. Rồi. Nói chung là hoạt động hoàn hảo. Đó. Đó, tuyệt vời. Bạn đánh rất là tốt ha. Chết người tranh khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi. Rồi, Khôi xin phép kết thúc cái phần test chất âm ở đây. Một con âm ly hoàn hảo anh em ha, kết hợp với một cặp loa Mỹ, đó, tuyệt vời. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để mình cùng sở hữu con âm ly này. Con này có cái mức giá rất hợp lý so với tầm tiền của nó, 10.700.000. Thì mức giá này Khôi sẽ bao ship tận nơi cho anh em, với điều kiện là anh em là chuyển khoản. Còn anh em nào mà chưa tin tưởng thì có thể ship cột cọc 30% và anh em phải tự chịu phí ship. Khôi đã nói rõ trên này để anh em khi mua hàng nhận hàng thì mình khỏi phải lăn tăn, khỏi phải thắc mắc anh em nhé. Rồi cuối cùng thì cảm ơn anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của Khôi thì rất mong anh em sẽ click vào nút đăng ký trước là để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất đến từ Lê Khôi Audio, sau đó là để ủng hộ cho kênh của Khôi ngày càng được phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái món hàng sau.